thằng kia mà bữa trước nó béo béo mà anh đi chơi ta trên cái này. Dạ. Bạn là thằng hai đó. Dạ. Làm xong cái là trả lời 2 tỷ luôn. Đây. Cứ làm hết từng hộp, đưa thêm 2 tỷ. Rồi. Đây, khách lên xem nhà chỗ chú Luân với anh Thi là làm chưa xong là khách đã trả lời 2 tỷ luôn. Tức là làm xong là để lại cho họ. Là có lại 2 tỷ luôn. Đó. Chú Luân bán không nè? Luân bán không nè? Lời 2 tỷ luôn, khách trả lời 2 tỷ luôn. Nói không 2 tỷ. Nhiều người họ thích lên làm sẵn anh à? Muốn làm luôn đó. Thật chứ, bây giờ họ chờ mất mấy tháng anh. Đây kho chú Luân với anh Thi này. Làm mấy ngày, 2 ngày nữa bắt đầu vô cây này. Tối em cho chở bóng lên anh ạ. Dạ. Cho điện vào là nữa thôi. Làm chưa xong khách lên bảo là bây giờ... làm xong phát là trả lãi 2 tỷ luôn. Đó. Đấy, anh em chưa mở mắt dậy sáng mai phải đưa điện. Nếu mà chưa có cái nước điện, trời khi đêm em này... em về nó em coi lại cái nước em nó đã có cái bảng điện đâu. Phải bảng điện nhá, tí nữa gọi nó. Cái đó cái cần câu của em á, cần câu cá hả? Lấy đi, qua câu mấy con cá rô phi. Mua điện đang còn một xe chở ống điện là nhựa lên nữa anh ạ. Bên đi bằng giờ bên ta mà giờ như nhau mà. Hóa đơn này cầm mấy bữa sau mà nếu đi mua nữa là được giảm giá này. Em có mua cái khăn với lại mấy cái của khoảng 5.000 bạc đó. Trong được giảm 10.000 phải. Hơi chật rồi hả? Chật quá. Chật quá. Mà cái phía sau em phải làm 4 mét á. Cái bên ngoài đó làm 4 mét giờ ô tô chở phân bón hàng hóa vụt luôn. Giờ phía bên chỗ đi vô nhà ở đấy chứ. Bây giờ là thành một mái luôn rồi. Còn gọi là cái đường kia là đường phụ thoáng. Đường nhỏ làm đường phụ. Đây kho của chú Luân với anh Thi. Hai anh em làm chung. Làm chưa xong mà khách đến trả bảo là dựng lên cái là họ trả cho lãi 2 tỷ đây này. Trả cho lãi 2 tỷ. Nhanh. Nhiều người ta thích ưa sắn á. Còn bên đây là trồng luôn này. Dạ. Ở gì nó thoáng mát sướng. Dạ. Dạ. Họ tính đấy đúng như bây giờ họ sang họ dựng xưởng với làm ít nhất cũng phải mất vài tháng. Nếu không có trưởng, nếu có cái trưởng đi sẵn nó khác này, không có trưởng sẵn phải mất 3 tháng, mất một vụ rồi. Một vụ bao nhiêu là tiền rồi. Họ không quan trọng là đúng. Em chào anh Thái, anh biết bạn phi sự ở Thanh Trương. Anh không biết em ơi. Đây, sáng mai dậy đưa đồ lên cho chú rồi đây. Rồi xi măng và chợ bằng bì đây, bằng xe ô tô đây. Đó, chợ.
Dương chạy đâu rồi? À, anh tưởng đi đâu rồi? Rồi. Có người trả 2 tỷ rồi đó. 2 tỷ đấy anh? 2 tỷ bán nữa ấy. Mà tức là họ bảo là vừa làm xong cái họ trả cho lời 2 tỷ. Đó. Ở đây hay? Ở đây. Đấy. Nói luôn là em bán là đó. Nếu luôn bán có lãi không đó. Chưa xong mà nó làm được thôi xong. Sau nó bảo là phải kiếm nơi khác để làm nữa. Đâu, nhưng ta có bán đâu. Ờ, thì bán luôn đi. Bán thì luôn bán người nữa. Bán lấy tí bạc mặt luôn tại câu. Anh em 50 bán lấy tí bạc mặt luôn. Mình xác định làm thế lại bán cảnh tầm. Sao mở rộng đấy bên đi mà. Đây 15 hết nữa. Là làm chung ăn chung nữa nhỉ. Đầu chỉ nói thật là hai anh em hay là nữ hiểu chắc thì được chứ làm như hội thành như 4-5 người thì cũng cấm đâu cả ngày. Alo. Dương ơi. Đây. Dương em hỏi em cứ chuyện tí hỏi anh em nói chuyện nha. Ok. Dạ. Ok. Dạ. Anh Dương. Ơi. Bữa anh kêu để cái thuốc ô tôi này nữa lại cho chị giá rẻ ở cái gốc thì chị hỏi giá mấy đó để chị biết được nhá. 10 lít để anh coi mà. 10 7750 em ạ. 7750. Ừ. Một cái này. Ờ. Dạ dạ. Ok. Để tiêu ấn nào. Chào anh em nhá. Bye. Này, cái tôn hở bán hở này. À, này, mọi người nhìn xưởng này. Nhìn đến điều hòa đã lắp liệt rồi nha. Đấy nha, điều hòa từ mà xa lại đây là chưa lắp ra là chuẩn bị đây này, lắp này, đang bỏ dưới nhà chưa lắp này. Lắp lên dần dần đây này. Đó. Bao nhiêu là tiền của cả ngàn cái điều hòa đấy chứ không phải là ít đâu, đang lắp. À, năm tới phải 700. Cứ một phòng 12 cái điều hòa. Gần 60 phòng. Ồ, nhìn thấy nè, bát ngát xa đưa này. Ồ, bao nhiêu công sức là nếu đây cả làm mà không được thì ai dám đầu tư kiểu này. Ồ, rộng mênh mông. Người nhìn nè, nhìn cái xưởng này. Ồ, rộng. 4 dãy. 4 cái dãy xưởng tôn này, cứ một xưởng hơn 2.000 mét vuông. Bao nhiêu tiền của đầu tư vào đây? Cái thang đâu rồi à? Đứa nào lại lấy cái thang này ta xuống kiểu chơi. Đây là chủ làm bên đây này. Bận nhầm mình ơi. Ai đây? Ô, tự nhiên lên đây rồi. Anh bận nhầm mình nhá. Anh mới bấm nhầm đó. Đó. Rồi xuống để anh đang review. À. Review cái xưởng. Rồi, mọi người nhìn này. Phòng ốc này, dài mênh mông này. Đó. Cầm cái máy này, anh nhảy xuống cái này. Đây này. Đây.
cái thằng con lại bị thần kinh rồi, mẹ thả cho trên đi cất thang. Quay chuyển cho mọi người coi đợi một tí. Tự nhiên người ta làm từ cất thang mà bị chiếc mà. Ô, thằng đi có lẽ đang náo vậy, anh em mình đều làm đi để đó cho anh em lên xuống chứ. Đưa qua đây, đưa qua đây. Nhảy được thì cho chạy nhảy rồi chứ. Này, cầm, cầm để em xuống này. Cất thang ở trong phòng nha đi. Thang mà bị thần kinh à, anh em làm thế mới đưa thang vào phòng cất. Thằng có lẽ chỉ chi vô. Thôi nè, toàn luôn. Bao nhiêu là tiền của đổ đây, đó, bóng đèn này được, nhà không có ai chung cả nhé, đó, điều hòa là cứ đưa lên này, lắp lên, hàng hóa, đó, tự thái làm, rục mênh mông bát ngát, đây làm thêm một cái dãy đây nè, dãy này, đó. Mười mấy phòng đang làm đây nữa. Hai bên đây là 24 phòng, một dãy là 24 phòng, cứ phòng là hơn 100 m², 110 mấy m² đấy. Đây phòng rộng. Anh đang lái chim, đang lái chim. Còn phòng rộng mênh mông. Ờ. Đây, mọi người nhìn phòng. Đây. Phòng gấp đôi phòng họ. Nếu mà làm phòng nhỏ cho là nữa lắm. Đó, là hai dãy nè, đi sang dãy thứ ba này. Đó. Làm khu ăn ở riêng biệt. Làm đó. Xây dựng. Rồi, mọi người nhìn nè. Để thằng đó mình đập. Đó, mọi người nhìn. Đó. Rồi, máy móc với đồ điều hòa đưa về này. Hút ẩm này. Đó. Mọi người nhìn. Hàng. Bao nhiêu tiền của là đổ vào đây hết. Mà điện nhà chưa có. Đi là liệt rồi. Đi mà ba dãy lên liệt rồi. Đó. Chạy bằng máy nổ đây là mới trồng nước. Còn khoảng làm ăn phải mạnh dạn thôi. Thì, đến thời là phải quất thôi. Thì đây là nãy thì sáng là trưởng chú Luân nhá. Đây là trưởng của mình nhá. Đó. Làm như thế trưởng không có ai chung hết, không cho ai chung cả, đi bộ là đã liệt rồi. Sắp tới đây là một cái xưởng rộng to gấp 5 lần đi nữa là cho một số anh em chung vào. Bây giờ kỹ thuật bên mình là quá giỏi rồi, quá ok rồi nha. Chào mọi người nha.